Bữa nay á mình làm mực hấp gừng xả ớt hành lá nè, ăn kèm với rau cuốn bánh tráng chấm với mắm me nè. Lâu lâu làm món này á làm lai gai cũng rất là ngon nha. Hồi sáng mình đi chợ thấy mấy con mực này nhỏ nhỏ nhìn ngon quá cho nên nó mình mới mua 1 kg luôn. Về để hấp gừng xả hành lá nè. Mực á mình mua về trước hết á là mình lấy cái túi mực nó ra trước nè. Mình lấy cái muỗng uống cà phê á, mình dùng cái đầu muỗng á mình đưa vào ngay cái túi mực như thế này nè. Mình nạy nhẹ là nó lên nè, cũng rất là dễ lấy cái túi mực kia thôi. Mình lấy một hồi cũng đã xong nha, lấy cũng rất là nhanh luôn. Rồi sau đó mình rửa lại cho nó thiệt là sạch nè. Rồi á để nó cho ráo nước. Còn đây á là nguyên liệu của mình cũng đã chuẩn bị sẵn hết, xả, ớt, gừng, hành lá nè. Còn đây á là mình cũng mới vừa sắt xong nha. Bắt đầu thì mình cho vào nồi mình hấp thôi. Mình có để một lớp xả và một lớp gừng ở dưới nè, rồi sau đó mình hãy cho mực lên trên. Tiếp tục á mình cho ớt, gừng với xả sắt lát nữa nè. Sau đó mình đậy nắp lại cho lên bếp thôi. Mình hấp mực gần chín tới á rồi hãy cho hành lá vô nè. Mực này á mình hấp cũng rất là nhanh chín nha. Mở nắp ra tao nói nó thơm cực kỳ luôn. Như vậy là cái món mực hấp của mình cũng đã xong nha. Chào tất cả mọi người, mực hấp gừng, hành, xả, ớt của mình cũng đã xong rồi nha. Đây. Này mình hấp chín quá gì nó tao héo là. Đó, này thì mình ăn kèm với rau sống nè. Đó, sầu đâu nè, cái này là mình cuốn với bánh tráng nha. Còn đây là tráng mắm me nè. À, tôi mời tất cả mọi người ăn với mình nha. Đây, mình sẽ cuốn với bánh tráng. Đây, mình sẽ cho rau lên thôi. Rau nè, hành nè, cho miếng gừng lên luôn. Tiếp tục sau đó sầu đâu nha. Sầu đâu mình ngắt ngang đi cho nó dễ tỏi tốt luôn. Thôi, bỏ mực lên thôi, cho ba con lên luôn, cuốn lại thôi, gọn gàng luôn. Thôi mời tất cả mọi người ăn với mình nha. Rồi, đúng không? Có rõ. Quá đã. Làm thêm cuốn nữa nha. Mực á mình hấp gì á ăn nó sẽ không có bị tanh nha. Mình có để gừng, xả, ớt, hành nữa, hành thơm và nó ngọt. Sau đâu thêm trái ớt lên nữa, kèm với nó ăn nó mới ngon. Mặt này mình hấp quá lửa gì không? Nó tè héo rồi. Quá ngon. Mình cuốn với rau vậy nè, ăn rất là ngon nha. Sầu đâu. Cho mực lên thôi. Cuốn lại. Chấm như mắm me. Quá đã.
Sắp đơn giản gì mà ngon nha.